Tri thức Việt xin chào các bạn khán giả yêu quý. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào mãi hát lên Việt Nam ơi. Không biết các bạn khi nghe lại những giai điệu này có cảm thấy quen thuộc không? Riêng Át đã phải nổi da gà, chơm chớm nước mắt bởi vì đây là một trong những ca khúc mang lại nhiều kỷ niệm nhất trong thời gian Covid hoành hành. Và mới đây, trong một buổi biểu diễn tại Nhật Bản, khi mà những khán giả tại đây nghĩ rằng buổi biểu diễn đã kết thúc và chuẩn bị ra về, thì chính bài hát này đã cất lên cùng một ban nhạc với cờ đỏ sao vàng bước ra thể hiện cực kỳ hào hùng. Tất cả đã khiến khán giả phải ô lên đầy thích thú. Màn trình diễn này tuyệt vời đến nỗi nó được coi như một trong những màn trình diễn hay nhất tại lễ hội âm nhạc đó. Đó chính là ban nhạc quân đội Việt Nam của chúng ta. Chi tiết về lễ hội âm nhạc này và màn trình diễn của ban nhạc quân đội Việt Nam sẽ có ở nội dung video ngày hôm nay. Mời các bạn cùng khám phá nhé! Các bạn thân mến, JSDF là một trong những lễ hội âm nhạc quân đội lớn nhất thế giới. Đây là lễ hội âm nhạc quân đội được tổ chức tại Nhật Bản, được thành lập vào năm 1963 và sự kiện này là một trong những lễ hội quân sự lâu đời nhất ở châu Á. Lễ hội này là một lễ hội mà các ban nhạc quân đội từ mỗi quốc gia tham gia và thể hiện các màn trình diễn của họ. Nội dung của buổi biểu diễn gồm hai phần hòa nhạc và diễu hành. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Hàn Quốc và Thái Lan là những quốc gia có thành tích xuất sắc trong nhiều năm trở lại đây. Lễ hội này có vai trò quan trọng đến mức được mệnh danh là bộ mặt của đất nước. Vì vậy không quá khi nói rằng những màn biểu diễn của ban nhạc quân đội gián tiếp thể hiện sức mạnh cạnh tranh của quân đội ở từng quốc gia. Thượng tá Đào Quang Tiến, Phó đoàn trưởng chuyên môn âm nhạc đoàn nghi lễ quân đội cho biết, đoàn đã cử lực lượng để tham gia với hai nội dung gồm phần hòa nhạc và diễu hành. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mang tính quốc tế, qua đó nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đã cử hai lực lượng tham gia gồm hòa nhạc và lực lượng diễu hành với 120 nhạc công. Trong hai nội dung, chúng tôi đã lên kịch bản và tổ chức luyện tập khoảng 2 tháng trước khi diễn ra sự kiện, đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức về chất lượng chuyên môn. Có 15 bài tham gia chương trình diễu hành. Phần hòa nhạc có 5 bài, trong đó chúng tôi có 4 bài thể hiện hình ảnh quê hương đất nước và quân đội rất đặc trưng như Xuân Chiến Thắng, Trống Cơm, Việt Nam Quê Hương Tôi, đặc biệt là bản hòa khí Việt Nam Ơi. Bài hát đã từng rất nổi tiếng trong thời gian dịch Covid hoành hành cũng đã được ban nhạc quân đội Việt Nam trình diễn một cách hoành tráng và thuyết phục hơn bao giờ hết. Có lẽ ấn tượng về bài hát này quá lớn và nó có ảnh hưởng trực tiếp, ghi sâu trong tâm trí những cán bộ, quân đội và nhân dân ta, nên ban nhạc quyết định sẽ chọn ca khúc này làm ca khúc chủ đề lần này. Chính vì vậy, khi ca khúc Việt Nam ơi được dàn hòa ca và diễu hành của chúng ta biểu diễn, rất nhiều người đã phải nổi da gà và rơm rớm nước mắt bởi vì những hình ảnh đẹp, những kỷ niệm về cuộc chiến đấu chống lại dịch Covid lại hiện về. Nhiều người trong đoàn khi chứng kiến ca khúc này đã đặt tay lên ngực và nhìn về lá cờ đỏ sao vàng đầy hãnh diện. Các bạn thân mến, đoàn nghi lễ quân đội Việt Nam đang nâng cao vị thế của mình bằng cách tham gia nhiều lễ hội âm nhạc quân đội trên khắp thế giới. Ở lễ hội hành pháp JSDF này cũng vậy. Tất nhiên các quốc gia khác cũng biết tầm quan trọng của lễ hội âm nhạc quân đội, vì vậy họ đang làm mọi cách để có thể nổi bật tại lễ hội. Vì Nhật Bản là nước chủ nhà nên họ muốn các màn trình diễn của Nhật Bản phải nổi bật. Vì vậy họ bắt đầu có những sắp xếp khác lạ đối với ban nhạc quân đội của các nước khác. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Một quan chức lễ hội Nhật Bản đã giao cho Việt Nam một phòng chờ đầy rác. Ngoài ra, Nhật Bản đã ấn định trình tự biểu diễn của Việt Nam vào nửa sau của màn trình diễn khi khán giả đã mệt mỏi. Vì đây là một buổi biểu diễn quan trọng đại diện cho đất nước, nên mục đích là khiến mọi người lo lắng về từng điều nhỏ nhặt và ngăn cản họ thể hiện kỹ năng của mình một cách bình thường. Tuy nhiên, ý chí kiên cường của ban nhạc quân đội Việt Nam không dễ dàng bị phá vỡ. Việt Nam đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho màn trình diễn, bất chấp sự can thiệp của Nhật Bản. Tại buổi biểu diễn, màn trình diễn của ban nhạc quân đội Việt Nam là buổi biểu diễn cuối cùng của lễ hội, khi mà khán giả nghĩ rằng lễ hội đã kết thúc và đứng lên. Tuy nhiên, khi ban nhạc quân đội của Việt Nam xuất hiện trên màn hình lớn của phòng hòa nhạc cùng ca khúc Việt Nam ơi, cả hội trường trở nên náo loạn. Khán giả có mặt tại phòng hòa nhạc đã phản hồi rằng họ chưa từng được xem một màn trình diễn nào hoành tráng và cảm động đến vậy. Nó mang đầy đủ khí chất và bản sắc của người lính. Andrew Masubaka, một khán giả của chương trình sau khi xem xong màn trình diễn của Việt Nam đã chia sẻ: "Tôi không nghĩ nó sẽ hay như vậy. Tôi đã rất mệt mỏi sau khi xem chương trình trong nhiều giờ. Không chỉ khán giả mà các ban nhạc quân đội trên khắp thế giới cũng bày tỏ sự kiệt sức vì lễ hội kéo dài. Tuy nhiên, khi ban nhạc quân đội Việt Nam xuất hiện trên sân khấu, không khí khán đài hoàn toàn thay đổi. Quân đội Việt Nam tỏ ra mạnh mẽ và khiêm tốn trong từng bước di chuyển." Trong một buổi phỏng vấn được thực hiện sau đó, Đại tá Takahiro, đại diện của ban nhạc quân đội Nhật Bản, thậm chí còn nói ngay: "Khi tôi nhìn thấy vẻ ngoài tuyệt vời của ban nhạc quân đội Việt Nam, tôi đã có cảm giác họ sẽ phô trương vẻ ngoài tuyệt vời của mình. Tôi đã xem nhiều ban nhạc quân đội trong lễ hội hàng năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một ban nhạc quân đội có màn trình diễn cao cấp như vậy."
Có thể bạn chưa biết, đại tá Takahiro từng được mệnh danh là huyền thoại sống khi dẫn đầu ban nhạc quân đội Nhật Bản trong nhiều thập kỷ, cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hình thể hoàn hảo của ban nhạc quân đội Việt Nam. Trong tiếng hò reo, bài hát hùng tráng của ban nhạc quân đội Việt Nam đã làm siêu lòng tất cả mọi người có mặt tại khán đài. Ban nhạc quân đội các nước đã mệt mỏi vì lễ hội kéo dài cũng bắt đầu tập trung vào các buổi biểu diễn của Việt Nam khi mọi người bày tỏ sự ngạc nhiên trước màn trình diễn diễn ra không một sai sót nào. Khi màn trình diễn được phát sóng trên khắp Nhật Bản, rất nhiều người Nhật cũng đã tỏ ra kinh ngạc khi có một màn trình diễn hoàn hảo như vậy mà không mắc sai lầm. Một nhạc công Nhật Bản chứng kiến màn trình diễn này đã phải thốt lên rằng: "Tôi nghĩ rằng trình độ của các chiến sĩ Việt Nam cao hơn những người lính Nhật Bản. Chúng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm, họ thậm chí còn khiến chúng tôi phải xấu hổ." Trên thực tế, ban nhạc quân đội Nhật Bản tham gia rất nhiều lễ hội âm nhạc quân đội, nhưng họ đã mắc rất nhiều lỗi trong quá trình biểu diễn và họ thường làm hỏng hình ảnh quốc gia. Chính vì vậy, người Nhật không khỏi bất ngờ trước ban nhạc quân đội hoàn hảo của Việt Nam khi màn trình diễn của Việt Nam tiến gần đến cao trào khán đài. Khán đài tràn ngập tiếng reo hò và vỗ tay không ngớt, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ghi nhận những màn trình diễn tuyệt vời từ Việt Nam. Từ bài hát hoàn hảo, màn trình diễn hoàn hảo và chuyển động hoàn hảo, các màn trình diễn của Việt Nam đã làm siêu lòng cả những khán giả khó tin nhất và những người xem chương trình trên truyền hình. Cuối cùng, khi phần trình diễn của Việt Nam kết thúc, khán giả đều đứng dậy hò reo và vỗ tay. Đó là sự cổ vũ cho Việt Nam đã trang hoàng cho phần cuối của lễ hội âm nhạc quân đội với màn trình diễn đặc sắc nhất. Ông Takahashi, người phụ trách lễ hội, đã không giấu được sự ngạc nhiên khi dành những tràng pháo tay liên tục. Màn biểu diễn này còn được đăng tải trên một trang cộng đồng mạng ở nước ngoài và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Một người bạn nước ngoài khi xem màn trình diễn này đã ca ngợi Việt Nam và nói rằng: "Tôi thấy lễ hội này hàng năm và ban nhạc quân đội Việt Nam dường như có tiêu chuẩn cao nhất. Bài hát cứ chạy qua tâm trí tôi. Tôi thường nghe rất nhiều bài hát ballad của Việt Nam và sau khi nghe bài nhạc quân đội này, tôi cũng mê luôn. Việt Nam đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn thực sự tuyệt vời. Thật ngạc nhiên khi người Việt Nam thể hiện khía cạnh hoàn hảo của mình ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất." Dù phải trình diễn cuối cùng và có vẻ gặp phải sự sắp xếp bất công từ nước chủ nhà, nhưng ban nhạc Việt Nam đã làm quá tốt, một màn trình diễn phi thường, cực kỳ hoành tráng và không kém phần uyển chuyển. Những động tác của họ chứng minh họ đã tập luyện trong một thời gian dài. Chúc mừng các bạn với phần trình diễn này. Thật bất công nếu như đây không phải là màn trình diễn được huy chương vàng. Họ đã thể hiện một bài biểu diễn trên cả tuyệt vời. Tất cả những gì động lại trong đầu tôi chính là màn trình diễn này. Họ đến từ Việt Nam ư? Tôi không lạ vì sao họ lại biểu diễn tốt đến vậy. Việt Nam được biết đến như một quốc gia có tinh thần dân tộc và ý chí quyết tâm cao nhất thế giới. Còn các bạn có suy nghĩ gì về màn trình diễn tuyệt vời này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Tri Thức Việt!